lên chơi và Tuấn Z nhân Ubi đang ôm nhau. Thì đó là Ubi đang dùng chân, nhưng Tuấn Z báo thù không được rồi. Vines lại là người cuối cùng chiến thắng trong cái tình huống này. Có cả một quả nếp ném đến từ vị trí của CI ở đây ngay ở trong một quá trình lái xe luôn và liên tiếp là không được ném ra rồi và quả không được ra hình gì. Câu hỏi được đặt ra rất nhiều. Quả sấm bốc hình gì? Hãy anh hỏi mà quả bốc hình gì? Quả bốc hình gì? Và ở đây thành viên của Gam thì phải tạo được lại rồi. Misty bị ăn đầu ở đây và ngay lập tức bị nhông. Xuân Cường đang em lên. Và đó là thêm một tình huống nào nữa. Bên cánh trái có người Xuân Cường không biết điều này thì nhìn thấy chim lại nằm xuống bên trái con. Và bây giờ thì Xuân Cường quay lên cả. Tại đang đứng rất gần nhau. Thêm một quả nét nữa. Và bây giờ thì không thua nước nào thì chim của Nai Vy. Nhưng mà ở đâu có một Duffy bị nâng quả. Ồ, Duffy đang đẩy ra một cánh trái. Ui, xây Sky. Bây giờ một góc như thế nhưng mà chỉ đầu mắt. Windy bật quay cho các bạn, còn Windy ở đây bị nâng rồi. Về người, em cứu Vân Đa. Nhưng bây giờ lại sao một bàn của công cua ăn được game hôm đầu tiên. Nhưng công cua bị nâng. Wesley đã bị nhìn thấy game hôm cũng có được đủ thông tin rồi. Nên tiếp tục bay sang. Và Wesley Candy ít mau qua FD ở đây đã bị nâng rồi. Và có vẻ như round đầu dành cho đại viên của game hôm.